Ồ, có người tên Nộ Nguyễn á, chúc cho sư phụ sống 200 năm. Dân năm mỗi lần ăn tối về á, phải đạp xe đạp nửa tiếng rồi thôi bảo trì cái thân tứ đại này không phải dễ đâu, khó lắm. Nhiều lúc chỉ muốn cho xong nhiệm vụ thôi, cho cha mẹ vui là được rồi. Chứ sống dài á cũng không phải là tốt lắm. Những gì thôi để lại y pháp bất y thân, để lại cuốn kinh đó, nãy đó, là đời sống hàng ngày, để lại tam đại tạng kinh đó, là cho những người căn cơ cao siêu đó, để mà sau này họ lãnh đạo thiên tâm đó, là họ chi cứu trong tam đại tạng kinh thì họ phải học thiền nhập định, họ phải thành thông. Rồi những người đời đó, cả người Mỹ, người Trung Đông, họ cũng kinh thiên tâm tương lai thì dịch ra đủ thứ tiếng để cho tất cả mọi người, là vì họ không có mất cái phần tâm linh của họ, đó là thượng đế là thật, họ đang thờ thượng đế, nhưng mà hôm nay họ đổi nhưng cũng là cái trường đó, cùng là hiệu trưởng, chỉ đổi cách học thôi mà. Kinh Koran đổi thành kinh thiên tâm, kinh tăng ước cụ ước ở hành kinh thiên tám vậy thôi.